Chuyển sang những thông tin quốc tế. Theo hãng tin AP, các nhân viên cứu hộ ở miền Bắc Philippines đang chạy đua với thời gian để tiếp cận những người bị mắc kẹt tại các khu vực bị cô lập do lũ lụt sau bão Chami. Tính đến chiều ngày hôm nay, số người thiệt mạng ít nhất là 87 người. Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng tập trung ở khu vực Bicol và tỉnh Batanac ở phía nam thủ đô Manila. Thống kê cho thấy bão Chami đã khiến gần 500.000 người phải di rời, nhấn chìm hàng trăm ngôi làng ở miền Bắc Philippines. Tại Batanac, hiện vẫn còn ít nhất là 22 người mất tích. Các nhân viên cứu hộ đang sử dụng máy xúc và xẻng để đào qua lớp bùn cao tới 3 mét nhằm tìm kiếm người mất tích tại những khu vực bị sạt lở đất. Tại khu vực Bicol chịu ảnh hưởng nặng nề, các cư dân bị mắc kẹt trên mái và tầng trên của các ngôi nhà vẫn đang chờ đợi trợ giúp khẩn cấp.